đừng Bán 80C. Tất cả mọi người, mình là Felia và đây là Tường Minh. Hello, thì hôm nay bọn mình có một cái tựa game rất là giải trí dành cho mọi người. Thì con game này theo như mình thấy thì là kể cả người streamer nước ngoài, trong nước, ở ngoài nước thì họ chơi rất là nhiều. Và không biết là cái tựa game này có tên là gì ta? Fall Guys. Vâng, trong tựa game này thì chúng ta sẽ có thể mời tối đa 4 người bạn. Và ở trong tổng cộng cả phòng thì sẽ có đến 20 người chơi tất cả. Nhiệm vụ của chúng ta là sẽ phải vượt chướng ngại vật cùng 20 người chơi đó. Và người về đích cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Yeah. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Chơi game tôi Survival Shuffle, Solo Shuffle. Ơ chết, nhầm rồi, bấm nhầm rồi. Phải bấm Red đi không? Ơ, bấm nhầm rồi. Nhưng mà khoan, chị đang muốn đổi map. Ơ, ở đây, đây Survival. Ở đây, thấy rồi. Ủa, vào nhanh đấy. Má, nhìn nó bay kìa. Nhưng mà không biết chơi cái này như nào ấy, từ. Em cũng chưa biết chơi cái này như nào đâu. Không, sao, rồi. Chúng ta có thể test thử. Đã tìm thấy 9 thằng ngu. Có chúng ta ở trong đây mà. Chúng ta là những người vô tri, còn 7 đứa còn lại là 7 thằng ngu. Survival defense. The ones who qualify, look at the screen when the conveyor belt turns right. Be careful, defense you activate. Hay vậy ta? Đọc xong không hiểu gì hết trơn luôn. Hay vậy ta? Khi nào cái thắt lưng của mình chuyển sang màu đỏ thì đấy là nguy hiểm. Thôi cứ bắt đầu đi. Thôi mình cứ chơi chứ không sao. Em cứ quên W Q Q W E R. Lộn game của em ơi. Lộn game của em ơi. Không có di chuyển được mất. À, tôi bị bỏ lại. Em phải nhảy lên mấy cái này hả? Sao em không nhảy được? Chết rồi. Biết luôn. Em phải nhảy lên. Ôi chết, rồi xong luôn. Đi lại rồi. Ôi chị cũng đi lại rồi. Thằng này nó xô em ra khỏi ấy. Thế là như là mình hình như là phải đẩy mấy thằng này xuống. Đúng rồi. Nó vừa đẩy em, nó vừa dí dí vào người em, nó sờ bông em xong nó đẩy em xuống. Đây là nào cũng nhanh. Tôi bay. Bay lên trên bầu trời rồi nhẹ nhàng là bay lên. À cái này là phải nhảy qua mấy cái vật. Chứ ngoài vật này giống văn ninh. Có một số thì sẽ là đồ vật thật, có một số thì sẽ là đồ fake. Let go đi Ôi đây em đúng rồi. Ôi yeah, tao mấy. Trời ơi. Sao bà còn cuối cùng vậy bà? Sao còn mình bà vậy? Chiều rồi, em sợ ba một trước này vật quá. Sợ đau, sợ con này nó đau. Hey. Mình được vào vòng sau đúng không? Ừ, đúng rồi. Mình được vào vòng sau rồi. Trời ơi, ngầu đét. Đó là chứa ngoài vật tiếp theo này. Phải bấm mấy cái nút để ăn điểm, ok. Rồi phải bấm thêm cái nút nữa. Nút gì? Cái nút, mấy cái nút này nhô trên đây này. Mấy cái Dết, chính nó. 2, 1. 1 point. Ui dồi. Miễn đào tao phải đi đâu rồi. Ui dồi. Cho tôi lên. Không chết, lấn xô đẩy mấy cái đứa này. Em không có nhảy lên được. Em cũng không nhảy lên được mà. Kẹt. Sao nó kẹt thế nhờ?
đừng đừng không không xem lại. Ôi trời ơi, vừa nhảy lên đây rồi. Sao nó cứ con. Ôi giời đụng đầu rồi, đụng đầu rồi. Ôi tí nữa em nhảy ra khỏi bản đồ ấy. Ê là những cái đụng đầu gì trời. Ôi lại cái em nhảy xuống ta. Nhảy xuống mất tiêu rồi. Vô chi quá trời. Sao tụi nó nhảy vô kia được hay vậy? Ai a a a leo 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 a băng. Ai ai a. Ê trèo lên cái này khó quá. Cái đó không trèo được, cái đó phải nhảy lên hay sao ấy. À, đi lên đây. Bơi bơi bơi. À đây có cái nồi. A. Ủa sao tụi nó đi qua bên kia được hay vậy? Như bơi làm chậm hơn thì phải. Quý à. Đúng rồi, bơi chậm hơn thì phải. Ôi dồi ôi, dồi ôi. Ê, ở đây có một thằng nào đấy nó đang chen lấn xuống đấy. À. À. Ôi lại rớt rồi. Sao tụi nó chua bên đây được nhỉ? Sao nó lại chua? Sao mình vẫn là 1.5 này? Ê, 4.5 mà chị có 0.5 mình là chị có không biết nhấn lúc nào nữa cơ. Thì như mình phải đủ 5 điểm mình mới được ấy đúng không? Ồ, hình như thế, nhưng mà nhấn lúc nào vậy? Không biết ấy ạ. Yeah. Nào, hình như hết. Ủa, không phải. Ui da. À, cái thằng này nó còn ba chạm nó đẩy ra khỏi cái nút nữa. Đá đi em. Mặc cái cổ nó. Mẹ. Xe rớt. No, 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 no. Wow, no, 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 đưa tao lên nút, trời ơi. No. À. Nãy giờ mình nhấn nút cũng nhiều mà sao nó không để mình đi chơi trời. Ờ, tính là em cũng nhảy lên nhiều cái nút đấy chứ. Ô, mình sẽ làm sao để nó tính điểm nhỉ? Ủa, sao có à, một... đây rồi, đây rồi. Hình như là phải nhấn nút vàng hay sao ấy. Ờ, đúng rồi, nhấn nút vàng em ơi. Đây rồi, đây rồi. Là chỗ trời ơi, rồi hiểu rồi. Tụi khác mà nhấn thì nó sẽ đổi màu nên là mình phải nhấn lúc mà tụi nó chưa đổi màu. Hiểu. Trời ơi, nhưng mà em được 3 điểm. Trời ơi. Cứu với. Hết nút vàng rồi. Ừ, hết nút. À kia. Ôi. À, vị trí nghỉ mới. À trên kia vẫn còn nút vàng. Quá. Ây da. Đây rồi. À đừng. Sao tao ra. Muốn tao ra thả tao lên nha. Đây còn nước vào. Ê nó vậy. Ui. Ê em không biết điều khiển sao lên được cái nước vàng ấy. Được chưa? Chưa. À lên đi. Nhảy lên. Hết rào rồi. À cái đó phải bấm spy á, em bấm spy nữa, spy nó nhảy lên nữa. Hiu. Em tưởng là phải dùng chuột phải. Ơi, đâu rồi? Em mới 3.5, 3.5 làm sao mà vô top được. Ủa, mà vẫn được chơi tiếp. Trời ơi, nó kêu là bấm nút, mình cũng bấm quá trời, mình không thấy nó vào gì hết trơn. Bá, xong thêm mấy cái thằng chen lấn xô đẩy ra tránh nút của mình nữa. Đá đứt mà đó. Cái gì đây? Bây giờ mình sẽ phải... Mình phải avoid nó, avoid mấy cái tentacle. Phong. Rồi xong. Rồi xong. Chơi gì chết ngắt luôn rồi. Ờ, à, solo chuyện mình chơi hai cái đầu rồi. Bây giờ mình sẽ chơi thử một cái cuối đi. Ờ, à, cái cuối nhìn nó khó quá. Em thấy cái solo chill vui hơn đấy. Vui hơn á, thấy solo chill. Ok. Kìa, cái tay. Chúng ta lại vào game thôi. Hôm nay cái chân vỡ được cái đầu. Hôm sau chúng ta đã rút được kinh nghiệm từ những cái game ban nãy rồi. Giờ chúng ta sẽ làm lại cuộc đời. Đây có Nó khác rồi. Đánh đích rồi. Không, trong đó không dễ lắm nha. Vẫn như cái vừa nãy mà. Cái nãy khác mà. Race là tôi phim đi. Khắc cái map thôi chứ em thấy như luật chơi vẫn thế. Ôi dồi ôi, phải né em ơi. À, đau quá. Ôi dồi ôi. Cầu tuyết. Tông một phát là đi hết luôn mà. Là nó sẽ đẩy mình ngược lại ấy. Mình sẽ bị đi chậm hơn so với mấy đứa khác. Ôi dồi ôi, tông tôi rồi. Trời ơi. Đây, tôi đến rồi. Tôi đã đến. Ai da, đừng. Trời ơi, tao không tao đi đâu vậy? À, cái nút này
khó chịu quá. Ui ui ui, bay đâu ấy? Đây rồi, không sao, vẫn được. Nó chỉ là mình khó chịu thôi chứ nó không thể cản mình đến. Ôi. Bỏ. Đây được mấy cái nút. Trời ơi mấy cái nút. Được, hồi sinh em ơi, Ôi dồi ôi, tao đâu có đi vô đây đâu mà sao tông tao vậy? Trời ơi, sao cái mấy cái nút dạ. Trời ơi, Bảo Tiên. Bảo Tiên. Sao mình không đi qua cái đường này nhở? Mình lại chọn cái đường mấy cái nút. Trời ơi, sao vậy? Bảo Tiên. Bảo ta mưa trời đất. Ê, đừng. Bảo ta mưa xe. Gió này có cái quạt ở đây nè. Nào. Ôi giời ơi. Ê, tụi mình rơi xuống đấy nhở? Nãy giờ luôn á. Nãy giờ luôn đó. Đây. Đi thật chậm. Chậm mà chắc. Thôi. Ê, thằng này nó muốn chi quá. Nó tâm tự rơi xuống không à. Ôi rớt trời ơi. Sao nó không, sao nó đánh lớn khúc nào đâu không gì? Đây rồi, biết cơ chế đi rồi, đây rồi, hợp lý. Đây rồi. Yeah. Tôi không biết là tôi tóc máy nữa. Hết ra rồi. Đã bị loại. Cái gì? Phải đi đến tận nơi thôi luôn á. Ê, rất nhiều thí sinh đã bị loại. Không biết mình trong tóc máy gì nó không để nhỉ. Được hồi sinh nhắn sau không? Hình như được. Được đúng không? Hình như cái này giống cái này mình vừa chơi nè. Đúng rồi. Ồ, hồi sinh không? Giống đúng. Hồi sinh không? Không em ơi. Mình phải xem tụi có đánh rồi. Mẹ. À đâu, đây là mình mà. Đó là chị em ơi. À đâu, mình đang phải xem mà. Đó là chị em ơi. Chạy đi chị, cố lên. À, lý do tôi bị loại là vì tôi không có cái váy để mặc ạ. Phải mua váy cái váy. Ê, cái váy phải mua à chị? Không, chị nghĩ là chơi nhiều nó sẽ ra hay sao ấy. Ý là chơi nhiều xong được cộng điểm mà mình mua rồi nó sẽ tặng em. Ngon này. Má, một hồi vô chi xong cái tay của mình nó có để ở cái nút nào đâu không á. Yeah. No, sao mày đánh cái này chen nó xuống này nhìn khó chịu á. Hên quá, vừa kịp lúc. À ok. Ok, hai thằng lụng rồi, mất hai thằng. Đụng một thằng. Ê, có cái thằng có váy, con gà gì đẹp á. Đó là những người chơi bờ rổ đó em ạ. Hội bằng. Rồi xong vô cái map nữa biết chơi luôn má. Hay quá. Nhìn. Này giống như mấy cái trò mà mình hay chơi có con chim cánh cụt xong mình lấy cái cây xong mình đập. Ra vậy. Không biết có phải hay không. Ủa. Nhưng mà cái này phải làm sao vậy? Ôi thì như là dùng cái trò mà nhấn nút ban nãy ấy. Nhưng mà nó ở dưới map băng. Ôi giời ơi. Rồi mình phải né mấy cái băng mỏng quá ra, nếu không mình sẽ bị rơi xuống hay sao ấy. Hay là mình phải đập hết đống băng này. Không biết luôn. Cái nhảy lạng xa lên hết cái lên này. Ui dồi ôi, ôi né né. Né nhau ra đi. Đập nhiều nó vỡ cái băng này ra đúng không? Ngon rồi. Ê, chị không biết cái này chơi sao luôn á. Dô chi ác. Ê, sao có nhạc rồi? Mẹ. Dễ thương. Không, okay. Ta gọi là gì? Vấn đề kỹ năng vô. Vấn đề kỹ năng. Dô. Dô, sao lại chiêu nữa nha. Đi map gì đây? Track and race. Không hiểu gì hết. Thế là hết xong tôi cũng không hiểu gì hết. Đơn giản là chạy về đích như bạn ấy thôi. Slide down the track. Chạy, phải chạy. Trời đất. Ơi.
Đúng rồi. À, bấm control em ơi. Bấm control để bơi xuống. Ôi dồi ôi dồi. Bơi đâu vậy? Bơi đâu vậy? À. Rồi xong rồi. Thôi, kèo này tôi nhũng rồi. Ê, bơi như này nó đi có thử được nhanh không? Hả? Bơi nó không nhanh lắm thôi. Nhanh mà. Nó nhanh mà. À, em bấm control đi. Ui. Nhìn ác. Ui, ôi giời. Ui da, ui da, ui da. Lên mẹ ơi. Ui. Ở đây mọi người đi đằng này mà. Không biết chị đang đi thêm với con mày. Ui. Ê, sao cảm giác em đã quay về lại vạch đích vậy? Hả? À, không đâu. Á, như vậy xuống rồi. Xong. Đích ở đâu ấy? Không biết đích ở đâu, nằm đích ở đâu luôn. Em đang chạy về đích. Ui. Đây là chỗ khởi đầu mà. Ôi, sao lại? Ui, 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 xếp bay xuống dưới. Rồi đích ở đâu? Á, à, lại bay xuống. Hoài luôn. Ơ chết. Còn mình tôi rồi, thôi xong rồi, game này tôi xong rồi. Trời ơi, cứu. Còn mình. Đâu rồi? Thì kẹt rồi em ơi. Chết rồi, em không có đi được. Em không biết đích ở đâu nữa. Em vừa chạy ngược lại cái vạch khởi đầu nữa. Chị kẹt rồi em ơi. Chị kẹt rồi. Lướt trên mặt nước. Ơ. Ui dồi ôi. Cho tao qua. Trời ơi, nó cứ trượt xuống dưới đâu ấy nhở? Làm sao để... Cho tao qua. Nhảy lên đây cầm đi. Ơ. Thế là tôi cũng xong rồi. Hay thật. Ủa lên em. À, em không nhảy qua được. Chưa xuống đúng rồi. Không có nó nhảy xuống rồi. Ê, tụi phải nhảy xuống đây. Không, nhảy xuống sao được. Hình như nó đây là quay lỗ. Đây là quay lại mà. Tìm không tìm hình chỗ. Như có cái lỗ phía dưới. Nhưng mà sợ em nhảy xuống xong mà em mà ngủm là em phải quay lại khúc chơi đầu ấy. Ây dồ. À. Nó không có cho em nhảy xuống. À. Em phải trượt thủ công em ơi. Chết rồi, em không tìm được đường đi. À đây. À, đúng rồi. Khe đúng rồi. Đúng rồi. Khe bên này rồi. Má, cái con đường tà đạo, trời ơi. Không quá sao em tà ơi. Đạo. Tìm tới con đường nó tà đạo ghê chứ. Mà phải chiến thắng mới được. Tôi phải giành lại những gì đã mất. Chiến thắng đi chị. Hãy chiến đấu thay cả phần em đó. Trời ơi, mấy cái con này nó xô đẩy nhìn ghét ghê. Ê, có con ngựa bằn kìa, có một con chấm bi. Trời ơi. Ê, còn có một con bị hắc lào. Có một con ra nó bị hắc lào, ha ha. Trời ơi, cánh cửa. Con phui gai kia bị hắc lào, còn con này con ngựa vằn. Au. Chị đâu rồi? Chị một cái em ơi. Chị đang cố gắng em ơi. Chị đang chưa cố thấy gắng vậy. Em ơi. À đây rồi, thấy rồi. Có một con thằng màu hồng đang le te. Ôi, con màu hồng nó qua trước rồi. Yeah. Ờ nó mày trượt nhưng mà em phải trượt nghe cánh cửa mà nó đóng á. Chứ trượt cánh cửa mở á. Trượt cánh cửa đóng mà nó cao quá đâu có vượt qua được. À, bảo sao nãy mình bị loại. Mé. To với những thằng ngu. Ồ cái này cũng đấm băng như ban nãy à? Đúng rồi. Ê cái này khá dễ. Thế cứ đập nó chả biết như nào. Peo. Bong. Ê cái này chắc không bị chết đâu hả? Em biết có cái lỗ. À đúng rồi. Nó hỏng rồi này. Ok, thấy rồi. Cái nào mà bị bọn nó nhảy lên nhiều quá là ấy đúng không? Đúng rồi, bị lún xuống. Lún xuống rồi mất. Ê mấy cái hồng hồng kia. Cái hồng hồng là cái đất nền đất á em. Ê mấy đứa kêu có một số đứa bị dụng với sao ấy. Yeah. Lại là tôi.
ơi, cơm lè.